Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2019, hôm nay ngày 20 tháng 6, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đến thăm chúc mừng Tòa soạn báo Tây Ninh, Đài phát thanh và truyền hình Tây Ninh. Tại Tòa soạn báo Tây Ninh, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã tặng hoa và quà đến lãnh đạo Tòa soạn báo Tây Ninh, cơ quan thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Tây Ninh, thường trú báo Nhân dân tại Tây Ninh, Hội nhà báo tỉnh Tây Ninh. Ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy chúc sức khỏe phóng viên, biên tập viên, nhân viên báo Tây Ninh, đồng thời ghi nhận những đóng góp của Tòa soạn báo Tây Ninh trong thời gian qua trong sự nghiệp phát triển chung của tỉnh nhà. Ông bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, báo Tây Ninh sẽ hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ trách nhiệm của người làm báo. Tại Đài phát thanh truyền hình Tây Ninh, ông Vũ Xuân Trường, Giám đốc Đài phát thanh truyền hình Tây Ninh đã báo cáo với ông Phạm Viết Thanh những bước phát triển mới của Đài phát thanh truyền hình Tây Ninh trong quá trình củng cố nhân sự và nâng chất lượng các chương trình. Ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy đã trao lẵng hoa quà cho Ban Giám đốc Đài, chúc toàn thể cán bộ nhân viên Đài phát thanh truyền hình Tây Ninh tiếp tục thực hiện tốt nhất vai trò người làm báo. Thì chúng tôi bày tỏ cái sự ghi nhận, trân trọng và biểu dương những nỗ lực vượt qua những khó khăn để ngày hôm nay chúng ta có bề thế, có một chương trình đáp ứng được yêu cầu. Chúng ta là một trong những đài truyền hình địa phương mà được Trung ương đánh giá top 3 hàng đầu trong cả nước trong thời gian vừa qua. Tôi nghĩ việc đó không chỉ bằng khả năng, bằng nỗ lực, nhưng tôi đánh giá rất cao cái sự đoàn kết thống nhất, sự đồng lòng và sự quyết tâm, ý chí của lãnh đạo đài và toàn thể phóng viên và cán bộ công nhân viên của đài. Với thời gian qua, thì đối với lãnh đạo tỉnh, trong đó có cấp ủy các cấp, rồi Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các cấp và các tổ chức chính trị xã hội thì luôn luôn coi trọng, quan tâm các cơ quan báo chí, trong đó có đài truyền hình là một cơ quan quan trọng, đồng hành và có cái tiếng nói lan rộng, có vai trò quyết định trong việc tuyên truyền, vận động, phổ biến chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước và nghị quyết của tỉnh ủy, của Hội đồng Nhân dân, những chương trình hành động của Ủy ban Nhân dân. Chúc các đồng chí mạnh khỏe, tiếp tục nỗ lực phấn đấu để tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong thời gian tới để thực hiện tròn cái chức năng, vai trò trách nhiệm của Đài truyền hình Tây Ninh mà đã được giao. Buổi thăm và chúc mừng của Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh là động lực để đội ngũ người làm báo, cán bộ, nhân viên Đài phát thanh truyền hình Tây Ninh phát huy hơn nữa tinh thần xung kích trên mặt trận tư tưởng, góp phần tuyên truyền cổ động toàn dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Sáng nay ngày 20 tháng 6, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Tân chủ trì phiên họp thường kỳ Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh tháng 6 để bàn và cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. 6 tháng đầu năm 2019, tổng sản phẩm trong tỉnh GRDP tăng trưởng cao, ước thực hiện hơn 26.000 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ. Trong đó, công nghiệp xây dựng đóng góp 5,9%, dịch vụ 2,1%. Các dự án đầu tư được đôn đốc tạo điều kiện triển khai, môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện, thu hút đầu tư nước ngoài tăng hơn 9,8% so với cùng kỳ. Công tác quản lý, khai thác nguồn thu đảm bảo theo tiến độ, dịch bệnh khảm lá khoai mì đang có xu hướng giảm. Các giải pháp hạn chế thiệt hại, chuyển đổi sản xuất được tập trung thực hiện. Các hoạt động văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, giải quyết việc làm luôn được quan tâm. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã xem xét các báo cáo ước thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019, công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và công tác giải quyết khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, ông Phạm Văn Tân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019.
xây dựng dự toán năm 2020, các điều kiện về chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiếp tục thực hiện có hiệu quả trung tâm hành chính công, xây dựng kế hoạch thành lập trung tâm hành chính công ở cấp huyện, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác sắp xếp nhà đất, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch tả heo châu Phi, làm tốt công tác chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tiếp tục thu hút các dự án đầu tư trong và ngoài nước, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản. 6 tháng đầu năm nay, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đạt hơn 5.200 tỷ đồng, đạt hơn 65% dự toán, tăng hơn 38% cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa hơn 4.100 tỷ đồng, đạt gần 57% dự toán, tăng gần 18% cùng kỳ. Có 11 trên 17 khoản thu đạt từ 50% trở lên so với dự toán, trong đó có 2 khoản thu vượt dự toán. Cụ thể như sau, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt hơn 70% so dự toán, tăng gần 63% so cùng kỳ. Theo Cục Thuế Tây Ninh, nguyên nhân đạt khá là do một số doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả, một số doanh nghiệp hết thời gian ưu đãi, miễn giảm thuế nên nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tăng so cùng kỳ. Thu từ khu vực ngoài quốc doanh đạt gần 54% so dự toán, tăng gần 24% so cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu do có một số doanh nghiệp xuất khẩu năm 2018 nay chuyển sang bán trong nước nên có số nộp ngân sách về thuế giá trị gia tăng tăng cao. Thu lệ phí trước bạ, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, phí và lệ phí, thu tiền sử dụng đất đều tăng cao cùng kỳ. Các khoản thu tài xã đạt hơn 60% so dự toán, tăng 3,6% so cùng kỳ. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt hơn 158% so dự toán, tăng gấp 3,2 lần so cùng kỳ. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt hơn 158% so dự toán, tăng gấp 3,2 lần cùng kỳ. Số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu của 6 tháng tăng mạnh so với dự toán và cùng kỳ năm 2018, chủ yếu do số lượng danh mục đăng ký tạo tài sản cố định của doanh nghiệp tăng. Ngoài ra, do các doanh nghiệp thực hiện nộp khoản thuế giá trị gia tăng đối với máy móc thiết bị nhập khẩu, tạo tài sản cố định trong năm 2018 đã được gia hạn theo quy định. Cả chính quyền thành phố thu ngân sách nhà nước đều đạt trên 50% dự toán, huyện Châu Thành đạt cao nhất với gần 82% dự toán. Sáng nay, ông Nguyễn Đình Xuân, Bí thư huyện ủy Tân Châu, chủ trì hội nghị lần thứ 17 Ban chấp hành đảng bộ huyện. Ban chấp hành đảng bộ huyện Tân Châu đã đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội trong 6 tháng đầu năm. 6 tháng năm 2019, tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế toàn huyện Tân Châu thực hiện ước đạt trên 7.300 tỷ đồng, tăng 2,88% so với cùng kỳ năm trước. Thu cân đối ngân sách ước trên 122 tỷ đồng, đạt gần 53% so với dự toán. Huyện quan tâm lãnh đạo tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, nâng cao năng suất cây trồng, đàn gia súc gia cầm phát triển ổn định, triển khai các giải pháp phòng chống dịch tả heo châu Phi. Về xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, đến nay huyện có 3 xã là Thạnh Đông, Tân Hưng và Tân Hà đạt chuẩn nông thôn mới. Thị trấn Tân Châu đạt một tiêu chuẩn đô thị văn minh. Toàn huyện vận động quỹ vì người nghèo được gần 1 tỷ đồng, xây dựng và sửa chữa 25 căn nhà đại đoàn kết, tổng trị giá trên 670 triệu đồng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới và trong nội địa tiếp tục ổn định. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019 đạt 100% chỉ tiêu ở hai cấp. Công tác xây dựng đảng tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng. Huyện đã tạo nguồn và kết nạp được 46 đảng viên, có 11 đảng viên bị thi hành kỷ luật. Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư huyện ủy Nguyễn Đình Xuân đề nghị các cơ quan địa phương đơn vị tập trung khắc phục những tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019. Tiếp tục thực hiện tốt công tác đối thoại, công tác phòng chống tội phạm ma túy, phòng chống tham nhũng. Chuyển sang những thông tin khác, thưa quý vị, sáng ngày 20 tháng 6, Hội đồng Nhân dân huyện Tân Biên nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc kỳ họp lần thứ 8. Đến dự có bà Phan Thị Điệp, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Kỳ họp lần này đã miễn nhiệm chức danh ủy viên Ủy ban Nhân dân huyện đối với ông Nguyễn Hữu Điệp, nguyên trưởng phòng y tế huyện, ông Mai Văn Đới, nguyên chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện do nghỉ hưu, ông Sái Công Sim, nguyên trưởng phòng lao động thương binh và xã hội huyện do chuyển công tác và bầu bổ sung ủy viên Ủy ban Nhân dân đối với ông Lê Trung Ái, trưởng công an huyện, ông Nguyễn Trung Dương, chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện. Ủy ban Nhân dân huyện Tân Biên đã báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm. Tổng giá trị sản xuất một số ngành chủ yếu trên địa bàn ước thực hiện được hơn 5,2 tỷ đồng, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2018. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được 1,89 tỷ đồng, tăng 8,6%.
giá trị sản xuất thương mại dịch vụ được hơn 730 tỷ đồng, tăng 12,6%, thu ngân sách trên địa bàn huyện ước thực hiện được hơn 72 tỷ đồng, đạt 52% dự toán. Huyện giải ngân vốn xây dựng cơ bản hơn 57 tỷ đồng cho 19 dự án cơ sở hạ tầng, đạt hơn 96% kế hoạch. Các cấp các ngành đã vận động các tổ chức cá nhân ủng hộ hơn 4,7 tỷ đồng nâng cấp sửa chữa các tuyến đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà đại đoàn kết, thắp sáng đường quê. Đến nay, các xã đã hoàn thành 139 tiêu chí nông thôn mới. Kỳ họp sẽ tiếp tục trong ngày 21 tháng 6 năm 2019. Sáng nay, Chi cục Thuế huyện Tân Châu đã tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, triển khai phổ biến đến các doanh nghiệp một số chính sách thuế mới. Sau khi triển khai chính sách thuế mới, lãnh đạo Chi cục Thuế huyện Tân Châu đã lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp, người nộp thuế về tinh thần, thái độ, phong cách phục vụ, đạo đức của công chức thuế, giải đáp những vướng mắc trong lĩnh vực thuế, các thủ tục hành chính thuế. Đối thoại doanh nghiệp là hoạt động được Chi cục Thuế huyện Tân Châu tổ chức mỗi quý một lần, qua đó giúp doanh nghiệp nắm bắt kịp thời các chính sách pháp luật trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ nộp thuế đối với nhà nước. Chiều ngày 19 tháng 6, Hội Cựu Chiến binh huyện Hòa Thành tổ chức hội nghị tổng kết phong trào cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2014-2019. Đến dự có ông Nguyễn Văn Dân, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Hòa Thành. 5 năm qua, Hội Cựu Chiến binh Hòa Thành đã hoàn thành vượt bước các chỉ tiêu thi đua hàng năm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của địa phương và của hội cấp trên. Hội kết nạp mới hơn 230 hội viên, 8 hội cơ sở liên tục 5 năm liền đạt trong sạch vững mạnh, 100% hội viên đạt hội viên gương mẫu và đạt gia đình văn hóa. Các cấp hội đã giúp nhau ngày công, cây con giống, trị giá hơn 260 triệu đồng. Hội Cựu Chiến binh tổ chức mô hình góp vốn xoay vòng được trên 5 tỷ đồng, đã giúp cho gần 2.700 hội viên nhận vốn. Quỹ tiếp sức đồng đội với số tiền trên 120 triệu đồng giúp cho trên 44 lượt hội viên vay không lãi. Đặc biệt, mô hình chăn nuôi bò sinh sản đến nay lũy kế được 18 bê con, ước tính trên 270 triệu đồng. Khai thác vốn quỹ thác ngân hàng chính sách xã hội gần 3,6 tỷ đồng giúp cho gần 170 lượt hội viên vay sử dụng vốn hiệu quả. Nhờ đó, thu nhập và đời sống hội viên đã được cải thiện rõ rệt. Hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm 6 hộ, có 17 hội viên được xây tặng nhà đồng đội, trị giá gần 750 triệu đồng. Sửa chữa 9 nhà cho hội viên, trị giá trên 117 triệu đồng. Thực hiện mô hình ba chi, 5 năm qua, hội đã bồi dưỡng giới thiệu để cấp ủy địa phương kết nạp được 41 đoàn viên ưu tú vào đảng. Dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Thành tặng giấy khen cho 4 tập thể, 8 cá nhân. Hội Cựu Chiến binh huyện khen thưởng cho 2 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Cựu Chiến binh gương mẫu giai đoạn 2014-2019. Cũng trong sáng ngày hôm nay 20 tháng 6, Hội Cựu Chiến binh huyện Dương Minh Châu đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua Cựu Chiến binh gương mẫu giai đoạn 2014-2019. Ông Ngô Ngọc Khôi, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh Tây Ninh và ông Nguyễn Tiến Sử, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Dương Minh Châu đã đến dự. Trong 5 năm qua, phong trào thi đua Cựu Chiến binh gương mẫu do Trung ương Hội phát động đã được cán bộ hội viên huyện Dương Minh Châu tích cực tham gia thực hiện với nhiều hoạt động phong phú như tham gia xây dựng bảo vệ đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần hội viên, xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, nhân dân. Trong đó, nổi bật là phong trào thi đua giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống. Hội đã vận động hội viên góp vốn xoa dòng, vận động những hội viên khá có điều kiện đóng góp hơn 4 tỷ đồng, hỗ trợ giúp đỡ những hội viên khó khăn, tổ chức khai thác, giải ngân các dự án, quỹ quốc gia giải quyết việc làm, quỹ xóa đói giảm nghèo, các chương trình kinh tế xã hội với tổng số vốn hơn 3,2 tỷ đồng, giúp cho 618 lượt hội viên vay để đầu tư phát triển sản xuất chăn nuôi. Nhờ đó, thu nhập và đời sống của gia đình hội viên đã được cải thiện rõ rệt, số hộ khá giàu ngày càng tăng. Bên cạnh đó, các bộ hội viên huyện luôn gương mẫu tích cực đi đầu trong thực hiện các phong trào chương trình hành động cách mạng ở địa phương. Trong công tác vận động quần chúng, hội đã vận động hội viên tham gia cùng nhân dân đào đắp phát quang hơn 400 km đường giao thông nông thôn, khai thông 135 mét kênh mương, trồng hơn 15.000 cây xanh. Trong đó, hội viên cựu chiến binh tham gia đóng góp hơn 500 ngày công lao động. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Dương Minh Châu và Hội Cựu Chiến binh huyện đã khen thưởng cho 4 tập thể, 11 cá nhân điển hình gương mẫu giai đoạn 2014-2019 và cử 13 cá nhân điển hình đi tham dự Đại hội thi đua Cựu Chiến binh gương mẫu cấp tỉnh trong thời gian tới. Chiều ngày 19 tháng 6, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ và công tác vận động quần chúng thành phố Tây Ninh triển khai kế hoạch phối hợp liên ngành làm công tác dân vận đợt 1 năm 2019.
Theo kế hoạch, thành phố chọn phường Ninh Sơn làm đơn vị điểm ra quân làm công tác dân vận đợt 1 năm 2019. Tham gia cùng với địa phương làm công tác dân vận có các đại đội thông tin, trinh sát, thiết giáp thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Trường quân sự tỉnh, các lực lượng vũ trang thành phố và các cơ quan tổ chức chính trị xã hội thành phố. Trong 15 ngày ra quân làm công tác dân vận, từ ngày 16 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7 năm 2019, các lực lượng phối hợp thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân huyện Bến Cầu phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước. Ông Phan Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bến Cầu đến dự và chỉ đạo các cấp, các ngành, các cá nhân đầu tư xây dựng bể bơi, tổ chức các lớp dạy bơi cho trẻ em, tăng cường công tác tuyên truyền kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em. Ban tổ chức đã trao 40 phần quà cho các em thiếu nhi. Ngay sau lễ phát động, các em học sinh đã được huấn luyện viên hướng dẫn buổi học bơi đầu tiên. Ngày 19 tháng 6, ngành y tế và công đoàn ngành y tế Tây Ninh tổ chức hội thi tuyên truyền đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, gắn với xây dựng cơ sở y tế xanh sạch đẹp năm 2019. Hội thi nhằm nâng cao đạo đức nghề nghiệp, thay đổi nhận thức, thái độ, phong cách phục vụ người bệnh của cán bộ y tế. Thông qua hội thi tạo nên phong trào thi đua, thực hiện tốt quy tắc ứng xử trong các cơ sở y tế, đẩy lùi tiêu cực, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Có 13 đội dự thi đến từ các cơ sở khám chữa bệnh công lập trực thuộc Sở Y tế Tây Ninh. Các đội tham gia dự thi phải trải qua 3 phần thi, gồm phần thi tự giới thiệu thông qua hình thức sân khấu hóa, phần thi kiến thức trắc nghiệm và xử lý tình huống, cuối cùng là phần thi tiểu phẩm. Do chuẩn bị chu đáo, các đội đã đem đến cho khán giả nhiều tiểu phẩm hay, ý nghĩa với nhiều tình huống mang tính giáo dục cao về y đức và quy tắc ứng xử. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội Bệnh viện Y dược cổ truyền, giải nhì đội Bệnh viện Phục hồi chức năng, giải ba đội Bệnh viện Đa khoa tỉnh và 3 giải khuyến khích cho các đội Tân Biên, Trảng Bàng và Hòa Thành. Ngày 19 tháng 6, Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân huyện Dương Minh Châu tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ nhằm giúp cán bộ, công chức, các tổ chức cá nhân tiếp cận các quy định về hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ, phát triển thị trường công nghệ, tài sản trí tuệ trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2020. Các mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật và các lĩnh vực khác liên quan đến khoa học và công nghệ đang được triển khai và mang lại hiệu quả. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình thời sự tối nay, mời quý vị theo dõi phóng sự cải cách thủ tục hành chính để hỗ trợ doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì nhóm phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh chúng tôi đang có mặt tại Chi cục Hải quan khu công nghiệp Trảng Bàng Tây Ninh. Trong thời gian qua thì đây là đơn vị đã thực hiện tốt công tác cải cách hành chính cũng như là đổi mới thủ tục hải quan, tạo điều kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp và nhà đầu tư trong hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn. Theo lãnh đạo Chi cục Hải quan khu công nghiệp Trảng Bàng, trong những năm qua, đơn vị luôn xác định thực hiện cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ thường xuyên, là trách nhiệm, nghĩa vụ chung của toàn đơn vị và của mỗi công chức tại từng vị trí công tác. Việc cải cách thủ tục hành chính được thực hiện từ công khai minh bạch, các quy trình thủ tục hải quan, các văn bản quy định pháp luật có liên quan trên trang thông tin điện tử của Chi cục đến các địa điểm làm thủ tục hải quan, để doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài ở khu công nghiệp nghiên cứu thực hiện, đồng thời giám sát quá trình thực thi công vụ của công chức hải quan. Nhờ vậy, trong 6 tháng đầu năm 2019, tổng số doanh nghiệp đến đơn vị làm thủ tục hải quan là 758 doanh nghiệp, tăng 24,67% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng số tờ khai đăng ký làm thủ tục hải quan cũng tăng 7,7%. Nguyên nhân tăng là do trong 6 tháng đầu năm 2019, các doanh nghiệp có dự án điện mặt trời thực hiện nhập khẩu hàng hóa đầu tư tạo tài sản cố định tăng, và một số doanh nghiệp nhập khẩu máy móc thiết bị thay thế sửa chữa tăng so với cùng kỳ năm 2018. Trong cái thời gian vừa qua thì doanh nghiệp em là khai báo tất cả thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan Trảng Bàng thì đã nhận được rất là nhiều sự giúp đỡ và hỗ trợ từ phía Chi cục Hải quan của mình. Ví dụ như thường xuyên nhận được những cái tuyên truyền phổ biến hoặc là những cái hướng dẫn kịp thời về các thủ tục hoặc là chính sách mới, hoặc là nếu mà có những cái vướng mắc phát sinh thì công ty luôn luôn được Chi cục Hải quan của mình thì giải đáp kịp thời và hướng dẫn rất là chi tiết cụ thể.
Trong những năm qua, Chi cục Hải quan khu công nghiệp Trảng Bàng đã từng bước ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ công tác và tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp, như triển khai thực hiện hệ thống thông quan tự động VNAT Visit, triển khai quy trình phối hợp thu ngân sách nhà nước qua các ngân hàng thương mại, ứng dụng cơ chế một cửa quốc gia trong việc quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh, tiếp nhận chứng từ điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Những việc làm này đã rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, tiết kiệm được thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, đồng thời giúp cho chi cục có số thu thuế 6 tháng đầu năm là 685 tỷ đồng, đạt 80,2% so với dự toán được giao. Xin chào ông, thưa ông, xin ông cho biết là trong thời gian qua thì chi cục hải quan khu công nghiệp Trảng Bàng Tây Ninh đã có những chương trình cải cách thủ tục hành chính như thế nào ạ? Nhằm tạo thuận lợi và hỗ trợ cho doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hải quan, trong đó trọng tâm là thực hiện về 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp chính. Một là tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật, tiếp nhận và kịp thời và giải quyết các cái vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực hải quan. Và thứ hai nữa là hiện có hiệu quả cái hệ thống VNAT Visit, hệ thống thông quan hàng hóa tự động. Thứ ba nữa là áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan. Thứ tư nữa là khai thác và sử dụng cái cơ chế một cửa quốc gia. Thứ năm nữa là tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính khác trên cái hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Thứ sáu là thực hiện thu thuế và thu lệ phí thông qua cái phương thức thanh toán điện tử e-payment. Chi cục Hải quan khu công nghiệp Trảng Bàng còn thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền tập huấn về thủ tục hành chính và chính sách mới cho doanh nghiệp. Chính sự quan tâm này đã giúp cho doanh nghiệp hiểu và thực hiện đúng quy định của nhà nước trong lĩnh vực hải quan. Điều đó thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Cục Hải quan dành cho các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, góp phần tạo sự tin tưởng của doanh nghiệp vào chính sách thu hút đầu tư của địa phương. Quý vị thân mến, thời lượng còn lại của chương trình thời sự tối nay sẽ là thông tin trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong ngày hôm nay. Bản tin trật tự an toàn giao thông ngày 20 tháng 6 năm 2019, tình hình tai nạn giao thông xảy ra 2 vụ làm chết 2 người. Cụ thể, vụ thứ nhất lúc 7 giờ ngày 19 tháng 6 năm 2019 trên đường N16, đường nội bộ khu công nghiệp Phước Đông, trước cổng công ty A và G, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô khách, loại xe 51 chỗ đưa rước công nhân, biển số 51B14593 do Phạm Văn Nhiều, sinh năm 1982, ngụ số 93 Mạc Vân, phường 12, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh điều khiển, va chạm với xe mô tô biển số 70F45846 do Phạm Ngọc Vũ, sinh năm 1983, ngụ ấp Lộc Trị, xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh, chở phía sau chị Trương Thị Ngọc Thảo, sinh năm 1983, ngụ ấp Xóm Chùa, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Hậu quả, Phạm Ngọc Vũ chết tại chỗ. Nguyên nhân ban đầu xác định do anh Phạm Văn Nhiều điều khiển xe ô tô khách, hệ thống phanh không đạt, xe đã hết kiểm định. Vụ thứ hai, lúc 12 giờ ngày 19 tháng 6 năm 2019, tại đường 784B, ấp Láng, xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, Nguyễn Văn Nói, sinh năm 1961, ngụ ấp Phước Hiệp, xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh, điều khiển xe mô tô biển số 70E119244, lưu thông từ hướng tỉnh lộ 784, xã Chà Là, về hướng xã Phước Ninh, va chạm vào xe máy kéo, bánh lốp biển số 70L4980, kéo rơ móc biển số 70RM0541, do Dương Tuấn Kiệt, sinh năm 1996, ngụ ấp Đồng Kèn 2, xã Tân Thành, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh điều khiển, lưu thông chiều đường ngược lại. Hậu quả, Nguyễn Văn Nói chấn thương đầu, chết tại hiện trường, hư hỏng một xe mô tô, một xe máy kéo. Nguyên nhân do Nguyễn Văn Nói điều khiển xe mô tô lấn trái. Công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã thực hiện 194 ca tuần tra, phát hiện lập biên bản 180 trường hợp vi phạm, nhắc nhở 66 trường hợp, tạm giữ 87 xe mô tô, 3 xe ô tô, 2 xe lôi máy, ra quyết định xử phạt 166 trường hợp, tước giấy phép lái xe có thời hạn 2 trường hợp xe ô tô, 52 mô tô, phạt cảnh cáo 5 trường hợp. Tình hình tai nạn giao thông đường thủy không xảy ra. Cảnh sát giao thông đường thủy đã thực hiện 6 ca tuần tra, phát hiện lập biên bản vi phạm 2 trường hợp vượt quá vạch dấu mớ nước an toàn của phương tiện, nhắc nhở 2 trường hợp. Nội dung tuyên truyền theo quy định tại điều 13 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định về sử dụng làn đường. 1. Trên đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ làn đường.
người điều khiển phương tiện phải cho xe đi trong một làn đường và chỉ được di chuyển làn đường ở những nơi cho phép. Khi chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trước và phải đảm bảo an toàn. 2. Trên đường một chiều có vạch kẻ phân làn đường, xe thô sơ phải đi trên làn đường bên phải trong cùng, xe cơ giới, xe máy chuyên dụng đi trên làn đường bên trái. 3. Phương tiện tham gia giao thông đường bộ di chuyển với tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải. Quý vị thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.